Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại thì đang ở mình tự nhiên ạc mình bị đá nhầm kìa các bạn. Mình đang ở đợt này tào lao thì chứ. Mình đang chuẩn bị rally đây đây, có kèo rally nên bật quay lại cho mọi người xem nè. Tiếp tục là kèo màn rally cực chắc. Hiện tại thì mình ở ca này thì cũng dân không B6 là mạnh nhất các bạn. Nhưng mà kiểu như bây giờ là hiện tại là ạc mình quá là cùi. Một bệnh xá thôi các bạn. À mình chỉ một bệnh xá thôi, mình sẽ không thể mà dùng cái ạc đó để mà quay được. Đây mọi người. Đây một phát nha. 139m lực nè. Đấy. Đây khay cực mạnh luôn, đẹp ngầu. Đây còn bạn này thì cực yếu luôn. Mãi là cuộc chiến đó. Thì không thể nào mà mình dùng mặt nhỏ đó mình quay được. Tại vì có một cái bệnh xá là không thể tham gia rally. Cũng như là sợ mà bị cuộc chiến là bị đập vào mặt liền. Nên mình phải dùng mặt này mọi người. Đây bay 2M9 lính nè mọi người. Quá là bét cũng cao nè, bét cao. Ở bang này thì cực kỳ là cao rồi, cũng như kèo thì nó khá là nhiều. Nên mình mượn hạt mình làm thôi mọi người, chứ không thể nào mà mình dùng hạt của mình được. Mình kích chừa slot để hạt khác vô. Đây T4 mà ấy rất là nhiều. T4 cũng được. Cá cao tầm ổn. Chết cũng không có nhiều nè. Chủ yếu là tiếp viện nữa. Tại vì không thể nào mình nói là bây giờ là mình đang mượn ngạc mọi người. Mượn ngạc rồi trong guild mình làm. Đây đây tiếp tục có một kèo. Đúng không? Đang để xem lại, mình xem lại mọi người. Ôi giời. Đây bị rally. Đang rally mọi người. Đang rally. Đây 800 mấy. Thì bên đây là cao nhất là một B6 thôi. Còn quá là cao so với nhiều ca. Đây vâng, mình đang bị rally. Mình sẽ tiếp viện luôn. Đây tiếp viện gì trời. Cái gì vậy? Teo lại mọi người. Bỏ đúng không? Bỏ đi không quá nhiều, cũng như chừa slot được kia thôi. Chia ra thiệt hại mọi người, tại vì không có cái bệnh xá nó chỉ có hơn 176k này, thì không thể nào mà tiếp viện full được 200k, sợ bị thiệt hại như kia. Với lại nếu mà tiếp viện cũng không phải là chết hết đâu, không phải là chết hết đâu. Nên để cho mọi người tiếp viện thêm. Đợi qua thôi mọi người. Đang có bên mình cũng ban cũng lớn một tí. Đang bạn ấy đang cố rally này. Cố rally. Thấy khó nói người. Trong khi đợi mà kêu mà để trời đất tới thì hơi lâu. Hầu hết là ở băng này thì này là lệnh mọi người. Này là lệnh, tại vì có băng này là auto các bạn. Nên có lượng mà trời đất đi tới là dùng lệnh này kia các bạn, khỏi không cần phải biết là mấy cái số này mình nhập lên các bạn lệnh. Lệnh số trời đất cần đấy các bạn. Đồ ạc này cũng đẹp này mọi người. Rất là đẹp. Đã tiếp viện đủ chưa? Đây tiếp viện lại nè. Full cung nha. Thầy bạn ấy yêu cầu full cung, mình tiếp viện cung. Khoan khoan mọi người.
là tiếp thị. Ở này bị ra lên bên đây nhầm tí, nhìn lộn bên, cứ phân cung vào đi. Sợ lộn mọi người, mình ra sợ lộn tiếp viện với cái nó khác nhau, rally tham gia nó khác nhau. Thì ban tiếp, nói chung là ban mà bị rally thì các bạn cứ tiếp viện thoải mái, tại vì cái trường hợp mà đó là không thể nào mà bị chết được nếu các bạn bị sát được. Đây mình sẽ cho tướng mọi người, đem cho tướng, cho tướng để mà nói là tại vì phải là death, nhưng khi mà death thì các bạn cần hai con tướng mọi người. Đang mấy logo quá à. Trở lại mọi người. Rồi đây cho tướng nha, để mà bạn có thể là death một con chém và một con là để mà giữ đó trong cái nhà tù các bạn, để tăng ATK các bạn có thể thấy không? Chém này nha. Đây đợi tham gia đó. Đây sẽ cho một lần nữa nha, để mà giữ, mà để giữ nhà tù. Đây tiếp tục nha, cho bạn ấy là giữ trong cái nhà tù để tăng cái ATK. Bạn nào chơi Death Rally thì cũng biết cái vấn đề đó, cần xin hai con tướng nha, tốt nhất là ở cấp 60, một con là tăng định thờ, chỉ số định thờ với con là tăng chỉ số định thờ, còn một con là tăng về cái nhà tù á, mình vừa nói là nhà tù đó mọi người. Chung các bạn phải tiếp viện gấp vào đi, cứ tiếp viện vào, có sợ chết đừng có sợ chết. À này thì mượn kia cũng không sao, không sợ, anh ấy nói là không sao, cứ thoải mái. Nói chung mượn chứ không phải là của mình nha mọi người. Hơi đau chơi nấy, nói là chơi đừng có sợ sót, sót thì luyện lại mọi người. Đây nó đâm anh kìa mọi người, cái kia kìa. Đây khá là thốn lính nha, biết nó ở cái trận trận nào luôn á. Muốn lộn lu luôn, ở trận nào không biết luôn. Đây mình đang gà lại cho mọi người. Đây đang rally tép lên, tình hình lộn xộn. Hết một phát rồi, bên mình đã hết ra bị rally rồi. Giờ tới là phần spam. Spam anh ấy rồi. Quẩy tí nha mọi người, tại vì không thể nào mà xem lại. Nó lộn xộn luôn, lu bu thư quá, mình nhìn không có rõ đâu. Đợi lính tới rồi. Giờ thì chung các bạn, nếu mà Death Rally các bạn tốt nhất là bay xa lên cái người mà cái người họp á, bạn bị họp, người nào họp bay xa cái người đó ra rồi các bạn họp, các bạn xin tiếp viện. Đây tới rồi mọi người, đang cố spam khói đính bạn ấy là khá là nhiều nên sẽ khói này hơn 900 m. 900 m thì thôi là phải chắc rồi, có lẽ hơi đau hơi thốn. Chơi luôn phải chắc chơi like đi các bạn, chiến báo mà, chiến báo là phải like mọi người, khổ lắm, đánh một lần hao dữ lắm không được like, like chiến báo nha. Đừng thả, bảo là đang năng lại bệnh xá xí mọi người. Giờ
phá hoa. Đấm hiện tại nó tính là thả. Băng này là băng lãnh chúa họ tự nhiên quên, các bạn xem nha, HTM nha, hành trình mới. Cũng như là hành trình mới thì các bạn bấm bấm hoa bấm thường thì nó cũng ra ok, một hai cái game, nhưng mà game này là chung một chủ các bạn. Ở hành trình mới thì anh này cũng qua đây, hạt này gánh nhỏ mình đây tính thiệt hại khá là rác rác rồi. Cái này là K529, bạn nào có muốn qua thì qua, kiểu như không ưu tiên nha các bạn, đừng có qua mấy game chiến là được rồi, mấy bạn chơi thường qua được rồi, đừng qua mấy game chiến, cũng như gạ qua gạ solo. Hạt mình là cũng hơn mấy 50m thằng sáu mà lính rồi, nhưng mà mình không dám gỡ khiên ra đâu, tại vì cái trường hợp mình đang lên hạt mà để mà death rally với bằng, nên mình sẽ không dám mà gỡ, tạm thời mình sẽ ngừng vài tháng. Nếu mà tình hình là muốn lên death rally gì được như mấy hạt này thì phải là chắc là được lần nổ hũ á, cỡ ngay 10 game là được rồi. Nổ hũ lần chắc được rồi mọi người. Đây cần cái lượng rất ít nha mọi người. Như ở đây là game tự động, mình đã nói nãy giờ là auto, có tạm bảo auto nên việc mà phải có lệnh này kia đấy. Các bạn lên bạn nào cũng game mà có lệnh này kia các bạn hiểu. Cái nhảy chữ mọi người. Nó đang nhảy chữ này kia rồi nhắn nó hơi đa. Hơi đa chu leader. Đây thì trời tối. Tiếp tục pha tiếp tục hai. Đây, cái mà cái stone cái cả thủ lĩnh nè. Cái nãy đây thám thành công nha mọi người. Đó 16 mà lính có T5 đàng hoàng nha, đó. Thay gác không? Thay gác chưa? Thay gác chưa? Nó bay cũng khá là nhiều. Đây cái trận chiến này. Đây. Đấy đồ nè, nó đét cung mọi người, đang đét cung. Đét phương công trận kỵ. Mọi người. Đây này nó đâm mọi người, cái này nó đâm mình. Đâm cung nè, này nó đâm cung, 5 bét luôn. Gắt thiệt chứ. Bay 1M2. Mình xác không nhiều, nhưng mà xong mình nhìn 12 mình lính mà đép ngắn quá rồi, mình không muốn gỡ khiên ra luôn mọi người. Rồi T2 không nhiều mọi người. 12 mình lính mà đép mình muốn dăng hết M, nếu mà thiết bị luôn mọi người. Việc luôn á, 5 bet thì cũng khá là ok, nhưng mà không phải là cao. Đây bet nó tướng nó cũng đủ gắt nha. Đủ gắt để chơi. Đây đây, coi cái thiệt hại nha mọi người. Đây thì chủ yếu là liên minh nhiều. Có T2 nữa. Thiệt hại T2. Sẽ che lại, xin phép là mình sẽ che lại cái phần lính của bên người mình đét nha, tại vì mình không có, mình đã xin phép mà không được các bạn. Thì như mọi người sẽ phiền về cái việc mà bên mình đét mà bị lộ lính á, nếu mà mình đét á mình lộ được, nhưng mà thành viên đét mà mình sẽ không thể nào mà mình lộ được mọi người. Kiểu như thành viên nếu mà không đổi tên thì nó lại phiền phức kiểu này kia, nên mình không có quyền để lộ, cũng không muốn lộ cho lính mình hay như mình đâu, kiểu như mình sẽ để lại cái số lượng thôi, số lượng cũng được, nhưng mà cái lượng mà lính lên sao thì mình không thể nào mà che được, che phải là cái phần lính thôi, cái phần thiệt hại mình sẽ để đó cho mọi người xem. Đây thì bạn ấy đánh khá là gắt, kiểu như hai mà lính đâm cũng khá là thô,
nếu mà có cái tiếp viện thì các bạn cố gắng là xin tiếp viện nha, xin hai tướng cùng với một con tướng chém, một con tướng để giữ, tốt nhất là con giữ thì phải ở cấp 60, cũng như là cố gắng lên lính thôi. Mình thì cũng gần 6M, còn phương nửa số này là 12M đó. Bây giờ nếu mà muốn lên Dead Rally cũng phải ít gì cũng mười mấy M các bạn, đừng có lên mà nhỏ nhỏ. Đấy, thiệt hại thì không quá là nhiều đâu các bạn, thiệt hại không quá nhiều đâu đó, cũng nãy hơn 12M liên tục hơn chút tí rồi, hơn mỗi M đó. Đây đồ không cao nè, đồ cũng lam thôi. Đây thì này là phát bên mình đánh các bạn. Đây đồ khay mình cũng đẹp, rất là đẹp, 900M. Mình có hơn, có người hơn 1B. Bên bạn thiệt hại hơn 2M các bạn. Nhưng mà chính như vậy chết nữa chắc cũng chia ra thiệt hại 5 bet, cũng gắt lắm nha. 5 bet là gắt rồi đó. 8 mình lính đất không ổn đâu, tại vì gắng cố gắng các bạn lên lính càng cao càng tốt. Đừng có hỏi là bao nhiêu lính là đủ, không bao nhiêu lính là đủ cả. Mình đã thấy có bạn 20M vẫn cháy bình thường. Đây mình sẽ lộ lính cho bạn ghét nha, nó đâu phải bên mình đâu mà sợ. Đây thiệt hại của bạn ấy nha, kiểu như T2 nhiều các bạn, chủ yếu là T2 thôi, mỗi M hơn T2. Thì chủ yếu nếu mà T2 như vậy thì cái lượng mà T2 như thế thì mình nghĩ là 100k game là ép lại bình thường, 100-200k game là mình ép lại là cái lượng đó là bình thường. Đây lại thêm một phát rally. Đây bên mình đã kiểu như hơi giờ tí là bên mình là ban lãnh chúa mà. Bên lãnh chúa thì phải cũng đang on đi di chuyển. Cố gắng đi các bạn, 1, 2, 5. Đây đang chuẩn bị nha, còn 50 mấy giây nữa thì cuộc chiến sẽ bắt đầu. Cố gắng spam nhẹ thám. Bạn nào có thảm ít là còn con cái thảm này. Bấm thật nhanh nha. Đã hết thảm rồi mọi người. Hiện tại mình cũng còn một cái 25 thôi. Hơi trễ mà hơi trễ các bạn. Đây có thể là bạn ấy tiếp viện là nghĩ là on nhiều. Khả năng tiếp viện là on nhiều, hoặc là để cho thành viên ban sẽ là cố gắng để giữ tướng thôi mọi người. Chứ đến bên mình đi kỵ mọi người, đi kỵ nè hay là ổn. Đây tốc độ lên chạy rồi. Để cho mọi người bao nhiêu giây nhỉ, nó teo, tại nó teo rồi mình đâm nhanh mà không nhìn kịp luôn á, thì bấm mới có một cái một mà teo ra hết rồi. Đây nó đang cho thám thành công nha, có tướng đàng hoàng 12M lính. Đây dẫn cháy nha mọi người, nó lên ba loại, là mấy nó mới chết đấy, chứ phải là không chết thì đổi trận không kịp rồi các bạn chết. Lên ba loại rồi đổi trận thì các bạn chết, còn tiếp viện thì các bạn có thể là chia sớt cái gánh nặng đi, còn không thì các bạn lãnh hết vào T2. T2 các bạn ăn hết thì các bạn coi như là đi rồi, nhưng mà cái lượng mà lính mà lên lại T2 nó không nhiều, kiểu như nó không có lượng game mà các bạn dùng game để ép thì cũng không bao nhiêu đâu, khoảng 100k game, khoảng hơn một M lính. Nhưng mà tốc độ thì bằng nhanh thì 100k game là hơn một M lính rồi. Láo này thì láo, bay lính khá là nhiều luôn mọi người. Đây quá là đẹp, một fan cực kỳ là nhanh, rất chi là chính xác. Đây sẽ xem lại luôn nha, tại vì để cho mọi người thấy nó đến nó tiếp viện thêm mỗi M nữa mọi người. 12M đến nó 12M thêm tiếp viện mỗi M. Thành cũng câu đấy, câu nhẹ như đâm kỵ mà.
đây không hiểu vấn đề 12M bét các kiểu luôn nha, kiểu có bét luôn, báo này kia luôn nè, các bạn có thì cố gắng xài. Báo này con này ở kiểu 4 nha các bạn. Thầy test thì không phải dùng mấy con này đâu, test mình phải dùng con, nói chung là đã có hướng dẫn, đã có chia sẻ rồi. Mình sẽ là các bạn yêu cầu là mình làm cái series thì mình sẽ sớm ra nha, tại vì hôm nay mình có thể là mình sẽ đăng cái clip này sớm hơn. Không phải là lúc mình đủ clip mình đang làm thêm PUBG, các bạn xem ủng hộ mình nha. Chứ mình cái này thì game Dota Mobile vẫn là cái game chính, không phải là mình bỏ đó đâu. Đó là một cái game chính chắc của mình luôn, không có đâu hết á. Hết lính luôn mọi người. Hết lính luôn mình, còn 8k. Ú dù. Nhảy khí đó, quả nhiên nách chứ. Thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký cũng như là bình luận đánh giá video. Thì mình để link Zalo, Facebook ở dưới cái phần mô tả nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.